nhìn đi. Đây là buổi hẹn hò thứ hai của em với anh á. Bạn của em á, nó nôn, nó không biết á, em với anh hẹn hò sao, nó nhắn tin cho em liên tục nè. Mà ngày hôm nay tới hẹn hò với anh cũng như lần đầu, anh không có nói gì về chuyện tình yêu tâm sự gì hết trơn á. Anh chỉ nói về chuyện bệnh tình, bệnh viện của anh không, anh bị bệnh nghề nghiệp vừa vừa phải phải thôi. Từ đây về sao không đi với anh nữa đâu, đi chơi với anh gì chán quá hả, gì kỳ cục nữa. Không phải, bình tĩnh nghe anh nói cái đã. Buông em ra, anh em xin... chịu hết nổi rồi. Anh xin lỗi, bình tĩnh. Buông em ra. Có ai ở nhà không? Cô ơi. Ai vậy? Vô đi. Chào chị. Em tới đây có gì không? Dạ chào hai chị, em là Quý, cháu của cô Liễu. Không biết cô có ở nhà không ạ? Nhưng bỗng nhiên cậu nhóc này xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, làm sưởi ấm cả con tim lạnh giá và mang tới cái ấm áp của buổi sớm mai mùa xuân. Cái gì bà nội này, nội tâm tôi đang lên tiếng mà. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, trái tim của mình lại nổi nhịp. Vậy là cô không có ở nhà. Em tính sang lắp cho cô cái máy phát điện. Máy phát điện? Ừ, dạ, nói sao ta? Nó chỉ là máy phát điện đơn giản thôi. Chỉ cần mình leo lên, đạp cái xe đạp là nó tự động phát ra điện. Chỉ vậy thôi. Vậy em học bên kỹ thuật hả? Vâng ạ, em học năm 2. Còn hai chị? Mình tốt nghiệp rồi, còn chị My thì đang học. Định dịch áo cho người sale lưng đúng không? Chị My đang học năm 4. À, vậy là em nhỏ hơn chị 1-2 tuổi. Thế thì mình xưng hô theo kiểu bạn bè ha. Xưng tên được không? Như vậy thì tốt quá. Dễ thương. Thế thì Quý xin phép Mai với My Quý ra nhà vệ sinh một chút nha. Mà công nhận á, thằng nhóc quá đẹp trai thiệt chứ bộ ha. Một mũi thì sáng láng, nói á thì ngọt ngào, nói là con nào lọt cái lỗ tai gì đó luôn á bà. Nhưng mà thôi đi, hồi nãy á tôi thấy hết rồi nha. Thấy gì? Hai con mắt của nhìn nó chầm 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 luôn, sáng rực cùng con đèn ô tô luôn á. Ủa thì sao? Chắc bà không có quá. Bị đặt hơn người ta gọi có một tiếng Mai thôi mà. Mơ mộng gì nè, bị đặt nói người ta. Mơ mộng rồi sao? Thì cũng lâu rồi có ai gọi tôi bằng cái tên Mai thân thương nhẹ nhàng đó đâu. Ê, nhân dịp này á, tôi với bà hẹn hò với thằng nhóc đẹp trai đó đi. Nghĩ sao vậy? Chuyện khó nghe vậy mà bà cũng nghĩ là mình làm được hả? Khùng quá. Bé bụng quá. Xương với kiếm gì ăn không? Đi. Xuống bếp ăn thôi mà làm cái gì đồ rực rỡ quá vậy? Bà coi lại bồ đi, ăn mặc váy đuôi cá còn mặc gút trong nhà nữa. Kẻ tôi, bình thường tôi xuống bếp nấu ăn là tôi bận đồ này không à. Tôi xin lỗi nhá, tại nóng quá mà cứ tưởng Mai Demi đang ở trong phòng mà. Tại đây, ngay khoảnh khắc này, khi nhìn thấy cơ bắp chắc chắn của tiểu hoàng tử, thì mình thấy hai ngày cuối tuần buồn chán bỗng nhiên trở nên có sinh khí hơn và tràn đầy thú vị. Quý, Quý muốn ăn gì? Để Mai xuống bếp chuẩn bị cho Quý nha. Ừ,
Chị cảm ơn nha. Ủa, Mai với My, ăn mì gói mà sao lại ăn như mì Ý vậy? Nhà này ăn mì là vậy đó. My ăn cháo, My cũng ăn vậy mà. Mà ngon quá, ai làm vậy ta? Mình nấu mà. Mình nấu chín mà. Nhưng mà mình đem. Nhưng mình chuẩn bị nấu và mình là người nhắc xuống mà. Ra nhà không? Ai đó? Chắc giao hàng tới rồi. Hàng gì vậy? À, thì là cái máy phát điện mà Quý nói đó. Để Quý ra lấy nha. Tôi thấy bà hơi quá rồi đó. Dù sao bà cũng có người yêu em mà. Vậy bồ nhìn lại bồ đi. Thấy xấu hổ không? Không hề. Không tin được là cái máy đó có thể phát ra điện luôn. Ừ, cái này cũng đơn giản thôi. Tại vì ở đây có gắn thiết bị phát điện. Thì mình chỉ cần đạp lên cái bàn đạp này này. Rồi bàn đạp này chuyển động, rồi sinh ra một dòng điện. Rồi cái dòng điện đó là dòng điện xoay chiều. Rồi nhờ đi ót bán dẫn, nó sẽ đưa ra một dòng điện một chiều cho mình sử dụng. Thế thôi. Ồ, thì ra là dễ như vậy. Hay ha. Hồi nãy giờ Mai để ý quá trời mà không hiểu gì hết trơn á. Nãy giờ bạn giải thích cặn kẽ muốn chết luôn. Mà sao Mai không hiểu vậy? Bồ cũng biết giả bộ quá ha. Ủa, không giả bộ được bà tức hả? Việc đầu tiên ấy thì mình cần sạc pin cho nó. Có ai phụ Quý không? Mai. Việc này đơn giản lắm. Chỉ cần leo lên đây, đạp với Quý là được. Mai. Vậy Mai đạp với Quý nha. Ừ. Mai đạp với Quý đi, tí nữa My đạp Mai. Tí nữa My đạp với Mai. Quý ơi. Quý ơi, Quý ơi. Sao mình phải gọt hành nhiều quá rồi Quý ơi? Tại vì của Quý á, từ giữa Quý nhiều hành quá mà ăn không hết. Mà My có biết á, nếu hành hư sẽ sinh ra khí mê tan không? Ồ, vậy hả? Vậy hả? Ừ, đúng rồi. Tại vì Quý muốn tạo ra dòng điện bằng khí mê tan đó. Ồ. Chắc My đang cay lắm đúng không? Có đâu. Nhưng vì sự nghiệp của máy phát điện, cố gắng lên nha. Cố gắng lên thôi. Bà Mai nè. Quý nghe nói là Mai thích nghe nhạc đúng không? Mai thích nghe nhạc lắm. Mai thích nghe nhạc nào? Mai thích nghe nhiều thể loại nhạc. Nhưng mà Mai thích nhất là nhạc pop. Mai có sao không? Phải kìm lắm mình mới không liệm cái củ hành này vào đầu của nó. Cái mặt giả này thấy ghét thiệt. Quý ơi, My xong rồi nè. Quý có cần My phụ gì thêm không vậy? Ừ không, cảm ơn My nha. Bà mà nhịn nữa là bà bị bể bàng quang đó nha. Quý ơi, Mai đi vệ sinh xíu nha, lát Mai vô Mai đạp sau nha. Ok Mai.
Vy ơi. Mai đi rồi Vy giúp Quý nha. Để Vy giúp Quý cho. Vy ơi. Đạp xe thì ra đằng sau. Ừ, cái này cái y. Đi rồi. Đi thôi. Mình cùng nhau đóng băng chiếc xe đi chia xa. Quý biết là rất là mệt, nhưng hai bạn ráng đạp nhanh hơn một chút được không? Chậm hơn hồi nãy nhiều lắm rồi đó. Ngồi chứ có phải là máy đâu mà. Đạp không được thì xuống đi. Đúng rồi. Nhanh hơn nữa. Một chút nữa đi. Suốt buổi tối hôm đó, rốt cuộc mình đã vì cái gì mà phải cực khổ đạp xe đạp chứ. Cái thằng nhóc đó mới sáng sớm hôm sau đã biến đâu mất tiêu. Đúng là chỉ được cái đẹp thôi chứ không được cái gì nữa hết. Chương 3. Vật cản tình yêu. Con sẽ cưới Tâm Ý. Hả? Con bị điên hả? Con có biết là con bao nhiêu tuổi không? Bộ hết con gái sao mình đi cưới người giúp việc hả? Tuyệt đối là không. Nếu mà ông với ba mẹ không cho con cưới Tâm Ý thì con sẽ ra khỏi ngôi nhà này. Trời đất ơi, con cái thằng điên này. Mày đi đi, mày ngon mày đi cho tao coi. Tâm Ý, cô nói cái gì đi chứ? Dạ, con... Cản nó đi ý. Con sẽ theo Nguyên. Trời đất ơi, không cản, còn ủng hộ nữa. Kể từ ngày hôm nay, tôi đuổi việc cô. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Đi đâu hết á, em ở đây. Mọi người xem đi. Hùng thú hay cái gì? Chắc báo nợ. Hả? Rồi, môn nào cũng 10 điểm hết luôn hả? Toán 10 điểm, ngữ văn 10 điểm, vật lý 10 điểm. Môn nào cũng 10 điểm hết. Đúng. Đó là điểm cuối kỳ của con. Với số điểm này, con tự tin con sẽ đậu đại học. Ngay cả trường đại học tự nhiên, đại học y dược hay là đại học bách khoa đều dư sức đậu. Mọi người hãy cho con cưới Tâm Ý thì con sẽ giữ tiếp tục phong độ này. Còn nếu không thì con sẽ nghỉ học và rời khỏi ngôi nhà này ngay bây giờ. Trời ơi, áp lực quá. Trước khi gặp Tâm Ý, con không bao giờ để ý tới thành tích học tập. Nhưng chính cô ấy là người đã tạo cho con động lực để học hành. Trời ơi, ông hãnh diện với con quá. Toàn là điểm 10 không mà con ơi. Cho cưới, ông tán thành. Mẹ cũng đồng ý. Con trai của mẹ, chỉ cần con giữ giữ phong độ 10 điểm như thế này, mẹ tán thành cho con cưới vợ. Chương 4. Chúng tôi đã kết hôn. Dạ, thưa ba chồng, mẹ chồng con đi học. Thưa ba mẹ ruột con đi học. Con trai. Con dâu. Đi học vui vẻ. Dạ. Dạ. Bà xã, ôm ông xã vô. Tụi mình sắp chảy vào học rồi đó. Em biết rồi, ông xã. Ui. Ủa, sao vậy? À, anh giỡn á. Cái anh này kỳ quá à. Ôm anh vô đi. Ôm nó nha. Đi thôi. Bà xã ơi, xong chưa? Ừ. Sao xong rồi? Có gì ông xã? Anh nhớ em thôi à. Vậy hả? Em cũng nhớ anh nữa. Thôi nha, mai thi rồi đó. Thì nắm tay chút đi mà. Ừ, tụi mình nhất định phải thực hiện lời hứa với ba mẹ đó. Thì dĩ nhiên là phải thực hiện lời hứa rồi. Nhưng mà nếu mà bà xã hôn ông xã ăn cái, ông xã sẽ có động lực để tập trung chăm chỉ hơn á. Quang, đi mua đồ cho mẹ nhanh lên. Sau khi hôn rồi mình sẽ cùng nhau học đại học và sau đó lại có con. Chị Bi. Của em nè. Cảm ơn. Uống đi. Cái gì vậy? Như bụi bay mắt anh sao? Trời, anh có sao không? Bên mắt nào? Để em thổi cho.
con không có ăn đâu. Alo, anh nghe nè. Gặp em ở đâu? À, rồi rồi rồi, anh biết rồi. Thì gặp em ở đó nha. Anh thấy kiểu nào đẹp mà, anh thấy như sao? Em cũng vậy á. Nhưng mà từ nãy giờ em thấy cái kiểu nào đẹp nhất? Cái này là hợp với em nhất. Alo, đợi chút nha. Nói đi. Alo. Em nè, em đang nhìn chị đó. Chị xin lỗi, chị đã quyết định rồi. Chị sẽ cưới anh thiệt hả? Chị sẽ cưới anh Sĩ. Anh Sĩ là một người rất tốt. Nhưng mà đó đâu phải là người chị yêu đâu. Chị nói rồi, chị yêu anh. Ủa, em sao vậy? Tại vì em tưởng tượng đến lúc mà em với anh lấy nhau á, em vui quá, anh xúc động luôn. Chọn tiếp ha. Cái gì vậy? Chị My, tại sao chị lại lấy người chị không yêu chứ? Em yêu chị, chúng ta luôn thuộc về nhau mà. Chị My, đừng bỏ em mà chị My. My, My, My. Em yêu chị, mình cùng đưa nhau đi trốn nha chị My ơi. Chị sẽ đi với em. Chị biết khi bên cạnh một người chị không yêu, chị sẽ không hạnh phúc. Mình đi thôi em. My, My. Diễm My và Kỳ Quang đã bỏ trốn đến một nơi thật xa. Mọi chuyện như trong tiểu thuyết thì hay biết mấy. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu.